Đây là một Ok cái quý sản vị phẩm. ơi, sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là đấy, nhìn Dầu là quý vị gội đã thảo thấy rồi mộc. đúng không ạ? Dầu gội thảo mộc. Đây ạ. À. Mọi người có thấy cái màu của nó không? Nó giống như cái màu bồ kết tự nhiên luôn á mọi người. Đúng rồi. À, quý Đó. vị ơi, người ta thường nói là cái răng, cái tóc là cái gốc của con người, cho nên Đúng là rồi cái ạ. mái tóc của chúng ta luôn là một cái phần rất là quan trọng đối với mỗi con người chúng ta, mà chúng ta phải cần chăm sóc nó và nắm bắt được xu hướng làm đẹp. Và từ các cái sản phẩm thiên nhiên đó thì dầu gội thảo dược của chúng tôi, dầu gội thảo dược đang hàng ngày đang được các chị em yêu thích, và với các thành phần thảo mộc và các cái hoạt chất chiết xuất từ thiên nhiên, cũng như là loại dầu gội này rất là an toàn, ít kích ứng da đầu nè. Và không những vậy, sử dụng dầu gội thảo mộc thì thường xuyên mà chúng ta sử dụng cái dầu gội thảo mộc này á, thì nó sẽ còn giúp cho chúng ta là ngăn chặn được cái tình trạng là gầu ngứa này, và giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, cũng như là làm cho tóc mình nó suôn mượt hơn quý vị. Thí dụ như là những cái bạn nữ mà sau khi sinh chẳng hạn đó, thì cái hiện tượng rụng tóc rất là nhiều. Đúng và rồi. Các bạn đó thì thường tìm kiếm những cái dòng dầu gội nào để mình thôi đã mà mọi người chăm sóc cho cái da, cái tóc của mình để nó bớt rụng lại. Thì đây, Đức Anh nghĩ đây là một cái sản phẩm mà quý vị chúng ta không nên bỏ qua, đó chính là dầu gội thảo mộc đó. Và mọi người có biết gì không, đây là một cái sản phẩm best seller của dạ Thảo Lan đó mọi người. Trời ơi, mình mới mở ra thử, bữa giờ mình chưa có ngửi thử. Hôm nay mình ngửi thử mình mới thấy, ôi trời ơi, nó đỉnh lắm mọi người. Cái kiểu cái mùi thảo mộc, mình rất là thích nghe những cái mùi thảo mộc hoặc là mấy cái mùi thuốc bắc á. Nói thì hơi kỳ, tại mũi mình ngộ ngộ, mình thích mấy mùi đó vậy á. Cái mình kiểu cái gì mà nó xu hướng nó về thiên nhiên á thì mình lại càng rất là thích. Mọi người có biết tại sao mà cái sản phẩm này nó là best seller của dạ Thảo Lan không? Tại vì nó được sản xuất với cái quy trình khép kín và đảm bảo chất lượng đúng theo cái tiêu chuẩn ISO 9001 và cái CCMP á. Thành ra là cái sản phẩm này được rất là nhiều khách hàng phản hồi tích cực. Thì mình nghĩ là chắc mình chưa có dùng cái này thử, nhưng mà sắp tới chắc là mình sẽ dùng á. Thì tất cả các khách hàng đánh giá rất là tốt về cái sản phẩm này, nên mình nghĩ nó sẽ có tác dụng rất là nhiều trong cái việc mà giảm cái tình trạng rụng tóc, kích thích mọc tóc, giúp cho tóc của mình suôn mượt và hạn chế được cái tình trạng khô sơ chảy ngọn tóc nè. Thì thêm một cái đặc tính nữa, nếu như mà mình là khách hàng của sản phẩm này thì mình sẽ rất là thích cái mùi hương của nó. Trời, mình rất thích luôn mọi người ơi. Thì công dụng của dầu gội thì chắc chắn là sẽ là làm sạch tóc nữa rồi đúng không mọi người? À, đúng rồi, và Đức Anh sẽ nói thêm về những cái thành phần nó có trong cái dầu gội thảo mộc này nha quý vị. Cái thành phần đầu tiên đó chính là bồ kết. Quý vị thấy cái màu ha, nó giống như bồ kết hồi xưa mà chúng ta. Cái màu nó giống như bồ kết ngày xưa vậy đó mọi đúng người. Đúng rồi, chúng ta mà lấy cái trái bồ kết đó, chúng ta sẽ nấu lên với nước, và chúng ta sẽ lấy để mình gội á. Bồ kết mà phơi khô quý vị, mình nấu nước xong mình gội. Thì cái tác dụng của bồ kết là tất cả quý vị chúng ta chắc chắn là ai cũng biết rồi. Nó là rất là có cái sự tạo bọt đó quý vị. Biết hồi xưa chúng ta làm gì có dầu gội đúng không ạ? Làm mình không có dầu gội nên là không có bọt được, mà trong cái chiết xuất bồ kết này á, là nó sẽ giúp tạo bọt, cho nên là người ta thường dùng cái bồ kết để mà dầu gội mình thay cho cái dầu gội hồi xưa đó quý vị. Và tẩy rửa dịu nhẹ nè, công dụng của nó là tẩy rửa dịu nhẹ, tạo bọt và không làm mất đi cái lớp lipid có trên tóc, và giúp cho cái tóc của mình nó mượt hơn, không bị sơ, không bị chẻ ngọn, và dễ phân hủy sinh học, không gây ô nhiễm môi trường. Đó là những cái tính năng mà trong cái chiết xuất bồ kết mang đến. Và cái công dụng thứ hai và cái thành phần thứ hai đó là tinh dầu bưởi. Tinh dầu bưởi thì nó sẽ giúp cho kích thích mọc tóc này, kháng khuẩn và giảm gầu, cũng như là giảm căng thẳng. Rồi tinh dầu xả chanh đó thì nó sẽ đúng rồi, nó tạo cho mình là kháng khuẩn và nó sẽ giảm bớt căng thẳng, nó làm cho mình cái đầu trên cái đầu tóc của mình á, khi mà mình cảm thấy như là bị gầu như hoặc là bị gì đó rất là bức xúc đúng không ạ? Và khi mà cái tinh chất này mình sử dụng trong cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho mình bớt cái căng thẳng đi. Và cùng với một số cái thành phần giống như là tinh dầu gừng, tinh dầu bạc hà, tinh dầu hương nhu, tinh dầu hương thảo, tinh dầu tràm trà và nụ đinh hương, cộng với cái lại là vitamin B5 và dầu dừa tự nhiên nữa, thì nó tất cả những cái yếu tố, những cái thành phần đó gộp lại cho ra một cái dòng sản phẩm, đó là dầu gội thảo mộc như này đây, với một cái công dụng cực kỳ hoàn hảo luôn mọi người à.
Và với cái kinh nghiệm nhận gia công và gọi thảo mộc á, thì các khách hàng lớn nhỏ trên toàn quốc với cái giá cả phải chăng và dịch vụ hậu mãi tốt thì chắc chắn điều này sẽ làm cho tất cả quý vị chúng ta hài lòng khi mà cộng tác với Dạ Thảo Lan. À đúng rồi. Và quý vị ơi, Đức Anh thấy được một câu hỏi của bạn Thanh Trúc Ngô là dầu gội có làm từ 100% thiên nhiên không? Đức Anh xin trả lời câu hỏi này là thí dụ như bên công ty chúng tôi tạo ra một cái dầu gội á, là để cho tất cả quý vị chúng ta sử dụng được lâu dài. Thí dụ như là cái hàng sử dụng của mình á, là nó phải được lâu dài thì cái sản phẩm đó mình mới lưu hành được. Thường thì trung bình một cái sản phẩm dầu gội nó sẽ có hạn sử dụng tầm 3 năm. Đúng rồi, cho nên là khi mà tất cả quý vị chúng ta muốn sử dụng được một cái sản phẩm nào đó thì cái thành phần chất bảo quản ở trong đó nó phải là sử dụng được trong vòng thí dụ như là cái sản phẩm mà chúng ta lưu hành trên thị trường lâu dài á, thì phải là từ 2 tới 3 năm. Còn cái tất cả các cái sản phẩm mà mình dùng 100% từ thiên nhiên á, thì thứ nhất là cái hạn sử dụng nó sẽ rất là ngắn. Đó, cho nên thí dụ như mình sử dụng một cái quý vị hay uống sữa đó, sữa mà sữa bò tiệt trùng mà ở ngoài đường mình hay mua đó, thì người ta cam kết là 100% từ thiên nhiên, thì quý vị biết dùng được bao nhiêu lâu không? Chúng ta hạn sử dụng chỉ có được 3-4 ngày thôi, cao nhất là 1 tuần. Đó, nếu mà một cái sản phẩm nào mà mình sản xuất ra mình chỉ sử dụng trong vòng 1 tuần là mình hết hạn sử dụng thì mình sẽ không phân phối được ra thị trường. Đó. Cho nên là Đức Anh xin trả lời câu hỏi này á, thì không thể nào mà mình sử dụng cái chất bảo quản mà 100% từ thiên nhiên, thì cái đó thì chúng ta sẽ không có được cái hạn sử dụng nó dài như vậy. Cho nên là quý vị chúng ta muốn có một cái sản phẩm để mà mình bán ra cho khách hàng thì cái điều mà quan trọng nhất không phải là cái chất lượng ở trong đó. Chất lượng là một cái thành phần không thể thiếu rồi, đúng không ạ? Và cái sự nó sử dụng đó nó hiệu quả là một cái thành phần không thể thiếu rồi, nhưng mà mình phải quan tâm nhất đó chính là cái hạn sử dụng của cái sản phẩm đó. Cho nên là khi nào mà mình thí dụ như mình muốn tạo ra được một cái sản phẩm mà 100% từ thiên nhiên thì quý vị chúng ta nhớ là 100% thiên nhiên là mình sẽ không dùng một cái chất bảo quản nào mà hóa học hết, mình đều mình dùng cho thiên nhiên hết, thì cái hạn sử dụng nó sẽ không được lâu dài. Có nghĩa là không phải là chúng tôi không làm được, nhưng mà quý vị nên nhớ là những cái mà dùng tất cả 100% thiên nhiên thì cái hạn sử dụng của mình sẽ không được lâu dài nha quý vị. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Thanh Trúc Ngô. À dạ rồi, chị Vũ Liên có hỏi là dầu gội dùng được cho mọi loại tóc đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị nha. Đúng rồi. Tất cả mọi loại tóc chúng ta đều có thể dùng được dầu gội này, và đặc biệt là đối với những cái bạn mà thường xuyên nhuộm tóc nè, hay là tạo kiểu tóc hay gì đó, thì tình trạng tóc của mình nó sẽ rất là dễ bị khô sơ, cũng như là em nè. Đây, minh chứng luôn là tóc của em kiểu hay, em hay làm kiểu lắm. Nè, cái này là em đang uống giả nè, nó quăng quăng như mọi người thấy không? Đó là về là nó rất là khô tóc luôn á. Thì sự rất là khó chịu. Và bây giờ em vẫn chưa tìm ra được cho mình một cái dầu gội nào mà em cảm thấy ưng ý hết. Cho nên là em quyết định là em sẽ về dùng thử cái dầu gội này của Dạ Thảo Lan.